người đồng bàn mà. Xem nào. Ta sẽ xem còn cái phán này cũng nên chưa. Tôi xem nào là đấy. Lộ xu lộ chậu máy tính đấy. Những cái đằng trước đấy là những cái vũ khí nó đi đường nó nhặt nó cầm được nó cầm quật luôn. Cái bom này là ôm bom cảm tử này, còn cái này là cái cối nó bay tiết mù lên tránh lại mình bắn đạn ra thì nó bật lại. Cái cờ này là vô hào thêm lính. Trung Quốc nó không chịu thua đâu, mọi người biết thêm này. Đây là Trung Quốc tự viết vượt trên cái kia của bạn Mỹ. Nó không chịu thua. Trên map của Mỹ nó biết đấy, chỉ có Ai Cập cướp biển vũ trụ, nói chung là những cái thiên nhiên thôi, nhưng mà có Ai Cập cũng Mỹ ở đấy ca bồi nữa, nhưng mà tại sao có Trung Quốc thì nó phải biết cái phần này có cương thi mà. Phạm vi thôi, chỉ dùng pin, trừ cái băng ra còn là chỉ có phạm vi vô bàn cờ thôi. Hết rồi. Đây này, ngày tối.